Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. Những ngày gần đây, số ca mắc đã tăng lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại nhiều điểm dân cư đã xuất hiện những chợ tự phát. Mới đây, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng về vấn đề này. Liên quan đến đề xuất cho phép các hàng quán trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được phép hoạt động trở lại và phục vụ rượu bia, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Huỳnh Minh Tú cho biết, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện thí điểm bán hàng ăn và rượu bia tại chỗ ở thành phố Thủ Đức và quận 7 cho đến hết ngày 15 tháng 11. Sở cùng hai địa phương này đã tổng hợp các đánh giá để báo cáo và đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cho các địa bàn tiếp theo. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Minh Tú, đề xuất này áp dụng tùy thuộc vào cấp độ dịch của từng địa bàn để đảm bảo việc kiểm soát dịch bệnh. Về hoạt động của chợ tự phát xung quanh các chợ truyền thống, Phó Giám đốc Sở Công Thương, ông Huỳnh Minh Tú cho biết, chủ trương của thành phố hiện nay không cho phép các chợ tự phát hoạt động, nhất là trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp xử lý kịp thời.